vì để cứu sống cha mẹ naruto đã đem theo sức mạnh của lục đạo và chính con vĩ thú xuyên không về quá khứ không ngờ tộc uchiha muốn nổi loạn thế là cậu ta đã sử dụng sức mạnh của cữu vĩ để đánh nhau với uchiha fugaku và sau khi thấy được một phần sứ mạnh cữu vĩ thì bây giờ fugaku cũng lên tiếng xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh nhỉ để hôm nay ta xem thử sức mạnh của con trai đệ tứ có thể mạnh tới cỡ nào nói xong ông ta liền dùng hỏa độn phụng tiên hỏa tấn công về phía naruto trước đòn đánh đó naruto liền sử dụng chakra của cửu vĩ tạo thành cánh tay để ngăn cản đòn đánh lại nhưng khi đòn đánh vừa bị ngăn cản thì bất ngờ Fugaku đã di chuyển ra phía sau của Naruto và tung một cú đá thẳng vào đầu của cậu ta. Nhưng khi cú đá vừa sắp chạm vào người của Naruto thì bất ngờ cậu ta lại đưa tay lên ngăn cản. Rồi sau đó Naruto liền quay lại và tặng vào mặt Fugaku một đấm. Với cú đấm này thì ông ta đã bị đánh bay ra ngoài sân. Thừa thắng xông lên, Naruto liền sử dụng chakra của cửu vĩ tạo ra hai quả Rasengan tấn công thẳng về chỗ của Fugaku. Trong tình huống nguy hiểm, ông ta đã sử dụng ảo thuật của tộc Uchiha để khống chế hành động của Naruto lại. Nhưng chiêu thức này đã nhanh chóng bị Naruto hóa giải. Rồi sau đó, cậu đã cho Fugaku ăn một quả Rasengan bay đi hàng trăm mét. Bây giờ Naruto cũng lên tiếng, "Chú Fugaku à, công nhận ảo thuật của chú rất là lợi hại. Nhưng nếu so ra với anh Itachi thì ảo thuật của chú vẫn còn kém lắm." Fugaku nghe thấy lời này thì ông ta cũng liền nở ra một nụ cười, "Ha <laughs> ha. Không ngờ một người bá đạo như ngươi lại dành lời khen cho thằng con trai của ta. Nhưng ngươi đừng vội xem thường sức mạnh của ta và cũng như tộc Uchiha. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự." Và khi lời đó vừa dứt thì Fugaku liền kích hoạt Sarin Sharingan rồi ông ta liền thi triển ảo thuật lên người Naruto. Tới giờ phút này, Naruto mới biết rằng cái mỏ của mình nãy giờ đi hơi xa rồi, vì bây giờ đây Naruto đã lạc vào cơn mê. Nhưng rất may, trong lúc cậu ta còn đang mê man thì Kurama đã đánh thức cậu ta bằng một cú đấm yêu thương. Sau đó, Kurama cũng không quên nhắc nhở Naruto, ngươi đừng nên xem thường ảo thuật của tên đó vì người đời hay gọi hắn ta là hung nhãn Fugaku. Nên trình độ ảo thuật của hắn ta chẳng thua kém gì thằng nhóc Itachi đâu. Và nhờ được sự nhắc nhở của Kurama, Naruto mới biết được nguyên nhân tại sao cha nội này lại có thể so sánh với cha của mình, Minato. Sau một lúc cảm thán, thì bây giờ Naruto lại tiến hành chém gió tiếp tục, "Ông chú à, ảo thuật của ông chú đúng là khá mạnh, nhưng nó vẫn không có tác dụng gì với ta đâu. Nên ông chú hãy đổi chiêu khác đi, bằng không là sẽ phải đắp mộ cuộc tình đó nha." Fugaku thấy Naruto có thể dễ dàng triệt tiêu được ảo thuật bằng Mangekyo Sharingan của mình thì ông ta cũng hú hồn không thôi. Và thế là ông ta không giấu bài nữa, lập tức tung ra chủ bài, triệu hồi Susanoo vào giờ phút mọi người trong tộc uchiha thấy được hình dạng thật sự của susano thì bọn họ cũng vô cùng bất ngờ ta biết rằng tộc trưởng rất mạnh nhưng không ngờ ông ấy lại mạnh tới như vậy đợt này thằng nhóc con láo tuyết đó chết chắc rồi ngược lại với sự bất ngờ và phấn khích của các thành viên trong tộc uchiha thì naruto cũng chẳng mấy gì ngạc nhiên vì theo như cậu biết thì itachi và sasuke đều có thể sử dụng được susano thì cha của bọn họ dùng được chiêu này cũng không có gì lạ khi nghĩ tới đây thì naruto liền hét lớn lên chú fugaku -a. nếu chú đã tung ra át chủ bài rồi vậy thì con không cần phải nương tay nữa Lời này vừa dứt thì Naruto lập tức sử dụng chakra của cửu vĩ để tạo thành những cánh tay rồi tạo ra hàng chục quả cầu Rasenshuriken đánh thẳng vào Susanoo của Fugaku. Khi những đòn Rasenshuriken tiếp xúc với Susanoo của Fugaku thì đã không ngừng phát ra những tiếng nổ vang trời. Đồng thời, đất đá ở xung quanh cũng đã bị thổi bay đi tất cả. Tới khi tiếng nổ kết thúc thì bây giờ mọi người đều nhìn thấy Fugaku đang nằm thở không ra hơi. Còn về phần của Naruto thì cậu ta dường như chẳng hề có chút tổn thương nào, thậm chí máu chiến còn nhiều hơn trước. Cái thằng nhóc này đúng là quái vật mà từ khi nào mà làng lá lại có được một người với sức mạnh kinh khủng như thế chứ nhưng trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì giọng của naruto lại vang lên lần nữa chú thấy sao hả chú còn có thể chiến đấu tiếp hay không nếu chịu không nổi thì đầu hàng đi nhé vì nãy giờ con còn chưa tung ra tới một phần mười sức mạnh nữa đó fugaku và những thành viên cao cấp trong tộc uchiha nghe được lời này thì họ cay lắm má mày thật chứ mày nghĩ mày là ai hả mặc dù mày rất mạnh nhưng cần gì phải chém gió tới như thế nếu thật sự nãy giờ mày còn chưa sử dụng tới một trên mười sức mạnh thì mày phải là tồn tại đáng sợ tới cỡ nào hả mày đừng có xem thường tộc trưởng của bọn ta nghe chưa lời này vừa dứt thì những thành viên khác trong gia tộc cũng đồng loạt hưởng ứng đúng vậy đó ngươi đúng là xem thường chúng ta quá đáng hôm nay bọn ta nhất định sẽ phải chơi khô máu với ngươi ta không tin rằng ngươi chỉ dùng sức một mình mà có thể đánh thắng nguyên cả gia tộc bọn ta và khi lời này vừa dứt thì cả đám đều muốn đồng loạt xông lên trong thấy tình cảnh này naruto liền biến về trạng thái dung hợp hoàn toàn với cửu vĩ rồi tung ra một quả bom vĩ thú khổng lồ ném về ngọn núi hoang ở trước mặt ngay lập tức có một tiếng nổ vang trời và sau tiếng nổ đó ngọn núi cao sừng sững mấy trăm mét cũng chỉ còn đúng cái nịt vào giờ phút này bọn họ mới nhớ lại cách đây mấy hôm cũng từng xảy ra một cảnh tương tự như thế và khi họ đi lại xem xét thì chỉ thấy ngọn núi bỗng dưng bốc hơi mà không tìm ra thủ phạm nhưng tới bây giờ họ mới biết được hành động chơi ngông lúc trước cũng là do thằng nhóc con trời đánh trước mặt gây ra tới giờ phút này bọn họ mới thật sự biết được sự chênh lệch sức mạnh là nhiều tới cỡ nào ngay lập tức bọn họ không một ai dám xông lên nữa mà nó thật chứ lúc đầu ta nghĩ nó bốc phét nhưng với cái sức mạnh này thì đừng nói là tiêu diệt tộc uchiha vì dù hắn ta có hủy diệt nguyên cái làng lá còn được nữa chứ nói gì chỉ mỗi mình tộc uchiha và khi thấy mọi người đã bớt cục xúc thì naruto mới hóa giải trạng thái cửu vĩ rồi từ từ đi tới trước mặt mọi người mà nói các vị à điều ta nói bây giờ mọi người đã tin chưa thật sự cha ta muốn chung sống hòa bình với các vị chứ phải ông ta muốn tiêu diệt các vị thì chỉ cần nói một tiếng thì liệu ai có thể chống lại được sức mạnh của ta hả fugaku nghe được lời này thì cũng từ từ đứng dậy rồi bước tới trước mặt naruto và lên tiếng hỏi cậu nhóc à cậu thật sự là ai chú Fugaku à, con không có lừa dối chú. Con thật sự chính là con trai của Hokage đệ tứ, từ tương lai xuyên không về đây đó. Lời đó vừa dứt thì Naruto liền chỉ thẳng vào cái bụng của mẹ Sasuke mà nói, không những thế, con cũng chính là bạn thân với con trai của chú, Uchiha Sasuke. Fugaku nghe được lời này thì ông ta dường như đã tin vào lời của Naruto nói. Vì cái tên Sasuke chính là cái tên mà ông ta muốn đặt cho thằng con sắp sinh và cái tên này ông ta chưa từng nói với bất kỳ ai. Khi có được lòng tin với Naruto, thì bây giờ ông ta liền nhìn về phía của mọi người trong tộc uchiha rồi lên tiếng hỏi các vị nghĩ sao trước yêu cầu của ngài hokage đệ tứ hả trước câu hỏi này thì mọi người cũng đều không biết phải nói gì trong tình huống đó bất ngờ shisui đã lên tiếng con thấy lời nói của cậu ta vô cùng đáng tin vì nếu thật sự ngài đệ tứ và làng lá có ý muốn tiêu diệt tộc uchiha của chúng ta thì chỉ cần cử một mình naruto tới là đủ cần gì phải tốn thời gian giải thích với chúng ta làm gì cơ chứ với lại tộc chúng ta dù mạnh nhưng cũng không thể nào so sánh được với cậu ta và trên hết là từ trước tới nay ngài đệ tam và ngài đệ tứ luôn lên tiếng binh vực giúp tộc của chúng ta điều này con nghĩ rằng bất kỳ ai trong tộc cũng đều biết lời của sisui vừa dứt thì đa phần đều ủng hộ với cái ý kiến đó trong lúc mọi việc cứ ngỡ rằng sẽ im ắng thì bất ngờ có một tên thành viên cao cấp trong tộc lên tiếng phản đối hắn ta nói tất cả chỉ là do kết đệ tứ đang diễn kịch mà thôi tên này nói vừa dứt thì cũng có thêm hai ba tên thành viên cao cấp khác cũng lên tiếng ủng hộ hắn chỉ là trong lúc bọn họ còn đang lên thuyên thì naruto lập tức cho hắn ta ăn một đòn da sen gan bay thẳng vào lòng đất thấy vậy những tên kích động lúc nãy đã không ngừng hò hét các người thấy chưa đây chính là bộ mặt thật sự của làng lá là đó chỉ cần nói không hợp liền ra tay trấn áp bọn chúng như thế thì có ý hợp tác ở chỗ nào hả với lời nói này thì fugaku đã hơi dao động rồi ông nhìn về hướng của naruto và yêu cầu cậu ta giải thích nguyên nhân tại sao lại ra tay chú fugaku à nguyên nhân còn ra tay tấn công bọn họ là vì bọn họ không phải là thành viên của tộc uchiha mà chỉ là gián điệp của kẻ thù trà trộn vào gia tộc mà thôi nghe được lời đó mọi người đã vô cùng bất ngờ còn những tên đó thì bắt đầu lo sợ không hiểu sao naruto lại phát hiện ra bọn họ nhưng dù vậy bọn chúng cũng khá là cứng miệng và nói Naruto đang vu oan cho bọn họ. Nếu có giỏi thì chứng minh đi. Và khi thấy mọi người đều muốn mình chứng minh, thì Naruto lập tức dùng chakra của cửu vĩ và đánh chết một tên ngay tại chỗ. Lập tức hắn ta đã biến về hình dạng của Bạch Zetsu. kế tiếp từ trong thân xác của hắn đã tạo thành một cái cây trước mắt mọi người. Sau đó Naruto liền chỉ ra thêm ba tên gián điệp giống như vậy và hai trong số ba tên này đều là thành viên cao cấp của tộc Uchiha. Naruto cũng nói thêm nếu chú và mọi người không tin lời con nói thì ngài hãy thử đánh chết một kẻ trong số bọn chúng đi. Lập tức bọn chúng sẽ trở về hình dạng của Bạch jesu ngay thôi. Thấy được hiện tượng vừa xảy ra lúc nãy kết hợp với thái độ run sợ của bọn chúng, thì Fugaku đã không ngần ngại và lao lên tiêu diệt thử một tên. Lập tức, hắn ta biến về thành hình dạng của Bạch jesu. Tên còn lại thấy vậy cũng liền trở về hình dạng và tính đào tẩu, nhưng chưa đợi hắn ta trốn thoát thì Naruto đã lập tức di chuyển tới trước mặt hắn rồi tung ra một đòn lấy mạng luôn. Sau khi giải quyết xong những chuyện này, thì Fugaku đã vô cùng bất ngờ và hỏi, "Cậu nhóc à, cậu có thể cho ta biết số cuộc chuyện này là như thế nào hay không?" Trước câu hỏi đó của Fugaku, thì Naruto liền bảo với ông ta và một số thành viên cao cấp hãy đi tới một chỗ thích hợp, cậu ta sẽ kể mọi việc lại cho bọn họ nghe. Trong lúc Naruto đang kể lại mọi việc cho nhóm người của Fugaku nghe thì ở bên đây, tên Hắc Zetsu đã cảm nhận được những tay sai mà hắn cài cắm vào tộc Uchiha đều đã bị tiêu diệt. Thế là hắn liền thông báo cho Madara biết. Ngươi nói cái gì hả? Những thuộc hạ mà ta cài cắm vào tộc Uchiha đều đã bị tiêu diệt hết rồi à? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Kính thưa ngài, tôi thật không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng bọn chúng đã bị bại lộ tung tích rồi bị tiêu diệt toàn bộ nhưng cách đây một ngày bọn chúng đã có gửi về một thông tin mật cụ thể thông tin đó là vào một buổi tối cách đây mấy ngày trong lúc bọn chúng đang ăn cơm thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng khiến cho nhà cửa ở xung quanh làng lá đều phải rung chuyển khi có người tới điều tra nguyên nhân thì phát hiện một ngọn núi đá sừng sững mấy trăm mét đã bị một luồng sức mạnh không biết từ đâu đánh cho bay màu thế nên tôi nghĩ cái chết của bọn bạch jesu có liên quan tới luồng sức mạnh đó madara khi biết được tin tức này thì hắn đã nhớ lại cảm giác khiếp sợ mà cách đây mấy ngày hắn đã gặp phải thế là hắn lập tức giao nhiệm vụ cho hắc jesu hãy đẩy mạnh việc chiêu tập các thành viên phản bội cấp kích của các làng khác vào tổ chức akatsuki đồng thời ông ta muốn các phân thân của jesu đen kích động các làng nhẫn giả khác liên kết lại để tiêu diệt làng lá còn riêng về phần của obito thì hãy nhanh chóng chuẩn bị cho kế hoạch thả cửu vĩ để đối phó với minato nghe được mệnh lệnh này thì cả hai liền rời đi ngay lập tức khi bóng dáng của hai người biến mất thì bây giờ madara mới nở ra một nụ cười và cảm thán ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi đừng mong phá hoại kế hoạch của ta